Phượng Thứ Tư. Thưa quý vị, hôm nay là thứ tư, với tình hình thế giới rất là căng thẳng, với những cái cuộc chiến mà chúng có thể lôi kéo những quốc gia khác vào, thưa quý vị. Và hôm nay thì nước Nga vẫn đang tấn công Ukraine. Đó là những cái tin mà chúng tôi rất là quan tâm và chắc là quý vị cũng quan tâm. Chúng tôi lưu thấy rằng ra đường nói chuyện với nhau thì nhiều bạn bè cũng nói chuyện. Và đặc biệt là thưa quý vị, nước Nga đang bị cô lập nhiều lắm các chị. Đúng rồi, bị toàn thế giới cô lập hết. Toàn thế giới cô lập luôn, mà bóng đá đó, thế giới đó cũng loại ra khỏi. Các giải châu Âu cũng loại ra khỏi, Boeing cũng loại ra khỏi, rồi hãng Nike, ExxonMobil, rồi ngay cả một cái quốc gia là ít nhất là nhỏ bé mà chưa bao giờ mà cấm vận Apple đó. Apple nó cũng không có bán rồi. Apple, đặc biệt nữa thưa quý vị là Google đó, họ shut down cái Google Map ở vùng Ukraine để tụi Nga mà vô mà lấy cái phone mà đi tìm địa chỉ không có tìm được, không tìm được nữa, coi như là đi lạc vô hố bom, mới ở ác gặp ác. Ở ác gặp ác đó. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì tình hình Covid trên thế giới thì nó cũng đang giảm rất là nhiều, tuy nhiên chỉ có một nơi đang lên rất là mạnh, đó là Việt Nam. Ngày hôm nay là Việt Nam đã, tòa đại sứ Hoa Kỳ đã ra một cái thông báo là có thể là chúng ta sẽ khuyên các công dân của khắp nước Mỹ thì không nên về Việt Nam trong thời gian này. Và họ khuyên là đừng nên đi du lịch Việt Nam trong thời gian này. Trong khi Việt Nam nói là 15 tháng 3 này đúng Việt Nam là đã mở cửa du lịch hết. Nhưng mà tại tình hình tại Việt Nam một ngày 100 mấy chục ngàn case, tức là trên một cái con mức ấn định của nước Mỹ mà họ đánh giá đó là nguy hiểm. Nên anh Dũng cũng nói chị đó, liệu đừng về Việt Nam lúc này. Đúng nha. Rồi, tại vì ở miền Bắc, nhất là miền Bắc thì đang những con số tăng lên dữ dội lắm thưa quý vị. Một ngày 100 mấy chục ngàn case, tuy là cái con số tử vong 100 mấy chục ngàn case, 100 mấy chục ngàn case một ngày chưa bao giờ có hết, mà bây giờ là mỗi ngày là như vậy đó. Chị có gì không? Thôi, vượt qua bản tin này để cho nó nhẹ nhàng bớt đi quý vị. Ở đây là một cái bản tin từ Brazil. Thì có một chú chó Brazil này, chú tên là tên của một vị thần sấm sét, đó là thần Thor. Chú chó này tên là Thor quý vị. Mà bị một con nhím đánh lộn với một con nhím gai đó quý vị. Bị nó phun đầy cái mặt hết trơn luôn. Coi như nó phun hơn 100 cái gai vô trong mặt của chú chó này, 100 mấy chục cái gai lên. Nhưng mà chủ của cái chú chó này đó thì mới đăng cái hình này lên trên Facebook á, Twitter. Chú, cái người chủ đó nói rằng bây giờ tôi đang là ba của mấy đứa con, tôi không có tiền để mà lo về y tế cho cái chú chó này mà thấy nó tội nghiệp quá. Thành ra giờ kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Thì có một cái ông này, ông này cũng là bác sĩ thú y. Nãy tưởng ông mới đem chứ. đem về coi như là nhổ hết mấy cái gai ra và coi như chữa trị cho chú chó này free, hoàn toàn là free. Nhưng mà nghe nói rằng chú chó này không phải đây là lần đầu đâu chị. Đây là lần thứ nhì, lần trước cũng thành tích thú đầu thương. Chưa có đủ tới một năm quý vị mà đã đánh hai lần đánh nhau với con nhím đó để cho nó phun đầy mặt mà nó phun đều quá, em nhầm đâu vậy? Lần nào cũng bị luôn hả? May là không vô mắt. Mà may, đúng rồi, em đang định nói là may là không vào mắt đó, chứ không thôi thì vào mắt thì là chết rồi. Chú chó này là thích thú đầu thương. Có nhiều người trên mạng nói là chú chó này nó hả, nó hơi bị ngu hay sao, nhìn cái mặt có vấn đề. Nhiều khi nó ghiền cái nỗi đau này đó. Cười. Không, nhưng mà thật ra mà nói á, nhìn cái mặt nó ngu ngu vậy thôi, nó đau quá chị biết không? Thì coi như là bây giờ... Nó đau quá nên cái mặt của nó nhìn vậy thôi chứ đâu phải mình nó ngu. Mình cứ coi như là đang gì đó chị? Kêu là cái gì mình làm cái gì cấm kim lên đầu hả? Không phải cấm kim lên cấm kim lên đầu là châm cứu. Như là nhận nhúm châm cứu chân. Thưa quý vị, một bản tin cho biết rằng ông tổng thống Ukraine đã thoát một cái âm mưu ám sát. Thưa quý vị, Ukraine đã tuyên bố phá âm mưu ám sát tổng thống mà do những người Chechnya, tức là những người đó là những người thân Nga, và các chiến dịch đặc biệt cho các thành viên nhóm đặc nhiệm Kadyrovich của Cộng hòa Chechnya nhằm ám sát ông tổng thống Ukraine đã bị chúng tôi phát hiện hôm nay. Và đó là một trong những cái tin nguyên cả một cái đội quân mà đi giết mướn đó chị, giống như giết mướn vậy đó, là coi như là ở trong đó có danh sách đen của nhiều người trong chính phủ, có cả ông tổng thống Ukraine và vợ của ổng luôn nữa. Thành ra là tính là ám sát, nhưng mà cái đội quân đã bị tiêu diệt rồi. Như là sát thủ đó. Dạ, sát thủ đó, nhưng mà bị tiêu diệt rồi. Em trở qua cái Covid đó chị, là lần đầu tiên Hàn Quốc á đứng nhất thế giới luôn. Wow. Về Covid. 200.000. Hàn Quốc hả? Hơn Việt Nam hả? Hơn 200.000 người một ngày á. Lần đầu tiên mà Hàn Quốc có trên 200.000 case. Trung tử lưu, Hồng Kông cũng bị. Hồng Kông bị Hồng không Kông có nhiều bằng. Cũng bị mà không có nhiều bằng Hàn Quốc. Hàn Quốc hồi xưa đó giữ 5-6 ngàn người là một ngày là coi như là họ sao kinh khủng lắm. Sao cái vùng châu Á bị nhiều quá hả? Vùng châu Á là bây giờ đang rộ lên. Trời, mùa lạnh, chỗ nào lạnh là băng bị. Với lại con Omicron đó, thật sự Việt Nam đâu lạnh đâu.
miền Bắc lạnh, miền Trung lạnh. Miền Bắc lạnh. Lạnh lắm. Tháng 3 bà già gì đó. Bà già chết rét hay gì đó. Và thưa quý vị, chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị, thôi chị kể câu chuyện cười trước đi để em giới thiệu. Chuyện cười trên một chiếc xe bus. Để đi làm đó thì trên xe bus rất là đông người, hai cô bạn gái gặp nhau. Cái cô này nói, bà Liễu, bà hỏi bà Linh, mày biết không, mày không thể tin được đâu, chồng tao ngoại tình. Wow. Mày biết bữa tao đi làm, tao quên thuốc, tao quay trở về tao lấy. Tao nghe tiếng động trong phòng tao, tao mở cửa hé hé tao dòm, tao thấy chồng tao với con nhỏ bạn tao nó đang cô hàng xóm đang ôm nhau hung. Mày biết không, tao tức đến độ mà tao muốn thiệt, tao nhảy vô tao giết nó chết, nhưng mà tao không có vũ khí. Tao xuống bếp tao lấy nguyên con dao. Ồ, tới chỗ tao xuống rồi, thôi để chiều tao kể tiếp nha. Đi xuống chiều 6 giờ đúng lên chiếc xe. Cái là bà cô gái đó lên, bà Liễu qua lên xe xong cái nói, ủa sao thấy tất cả những người sáng vậy, ủa cái ông già chạy, một ông già chạy lên chờ tôi với ông vịnh tay ông đu lên phải không, đấy tôi có để trễ không vậy. Nó không bác, bác sao thì cô kể tiếp câu chuyện hồi trước đi, cô lấy dao rồi sao. Trời ơi rảnh thiệt, trời mấy người này rảnh thiệt đó nha. Gì hả hả, vụ gì mà đến nguyên cả cái đám xe bếp. Tức là có những người là lỡ lợi buổi chiều đúng 6 giờ đúng 6 giờ thì nhảy đúng không sao tiếp. Đang lâm ly quá mà. Chị còn cái câu này nữa nè, có người ta hỏi rồi nè, mấy cái cô hay hỏi là người thường thường ngày đàn ông á thì chán cơm thèm phở. Nhưng mà tại sao khi tắt thở vợ toàn là cúng cơm chứ không cúng phở? Thì phải vậy thôi chứ. Tại phải vậy thôi chứ, tự gì phải cúng cơm chứ. Cuối cùng phải về phở. Không cho phở, bắt ăn cơm vậy đó. Ăn cơm nhưng mà chết rồi người ta ớn. Chết, chung chết luôn. Được không? Không đồng ai được phải không? Còn sống ngán cơm không? Giờ cúng cơm chung chết luôn. Nói tội hả? Thưa quý vị, chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị show Nắng Đẹp Miền Nam của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 năm 2022 tại Sài Gòn Performing Center với hai suất hát 2 giờ và 7 giờ tối cùng nhiều ca sĩ góp mặt với chương trình nhạc Nắng Đẹp Miền Nam của cố nhạc sĩ Lam Phương. Đêm nhạc là vinh danh nhạc sĩ Lam Phương với những tác phẩm để lại cho đời rất là hay, với Ý Lan, Ngọc Anh, Ngọc Hà, Thế Sơn, Mạnh Quỳnh, Tuấn Vũ, Thiên Tôn, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Đặng Hoài Di, Tuấn Quỳnh và nhiều ca sĩ khác nữa góp mặt trong chương trình với guitar Phương Thảo và MC Anh Dũng, Lê Xuân Trường cũng như Đỗ Vinh. Mời quý vị gọi vào Trung tâm Thúy Nga để mua vé với số điện thoại 714-849-5811, 849-5811 hoặc vào thuyetngashop.com. Thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị nghe tiếp một cơ sở thương mại đặc biệt giới thiệu về hột xoàn kim cương nhân tạo 3D của Arizona. Thưa quý vị, đó là công ty DMJ Gems rất là quen thuộc với chúng ta trong các chương trình giới thiệu của Vietface TV. Hôm nay thì họ có một cái chương trình đặc biệt sale những cái viên hột xoàn đặc biệt 1 carat, 2 carat, 4 carat v.v. với giá rất là rẻ, 400 đồng 1 carat và 800 đồng 2 carat học. 1.000 đồng một carat với chất lượng rất là cao, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu hay là những chất hóa chất này kia. Nó vẫn chính là hột xoàn nhưng chỉ là nhân tạo làm trong phòng thí nghiệm mà thôi, với 140-150 mấy vết cắt hoặc là 300 vết cắt, sáng rực rỡ, màu xanh nước đi thưa quý vị, và có giấy tờ đàng hoàng. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại 480-765-7824, 480-765-7824 để tìm cho mình được những viên kim cương hột xoàn nhân tạo tuyệt vời. Những cái viên này nó sáng lấp lánh với Pavilion Cut hay là Legend Cut, tức là những cái cách cut mà mới nhất đó, nó đối chiếu với nhau, nó sáng rực rỡ trên tay và chúng ta thấy rằng nó không có bị ảnh hưởng gì hết và nó vẫn có giá trị tuyệt vời. Chúng ta có thể quý vị mua mà không thích, quý vị có thể return lại và quý vị cũng có thể giữ cái này để giúp cho tất cả chúng ta có thể đeo những cái viên hột xoàn đẹp như là hột xoàn thật, nhưng mà nó vẫn chính là gần như là hột xoàn thật nhưng trong phòng thí nghiệm. Bởi vì người ta có câu là lấy hột xoàn thử đàn bà rồi lấy đàn bà thử đàn ông, đúng không? Đúng không? Ủa, người ta nói lấy vàng mà. Không, lấy lửa thử vàng, lấy vàng với hột xoàn cũng giống nhau thôi, có nghĩa là lấy hột xoàn thử đàn bà hơn rồi nha. Chị mê hột xoàn đó. Em thích hột xoàn hơn. Đúng không? Em thích hột xoàn hơn rồi. Có ai thử em không ta? Ai lấy hột xoàn thử mình ha. Cô quên nhắn với hai chị là một ngày em không biết em nhận bao nhiêu cú phone gửi lời thăm hai chị. Nói hai chị rất là hiền, dễ thương này kia. Em cứ nói là dạ thưa làm rồi, dạ thưa làm rồi, dạ thưa làm rồi. Tại sao em lại nói câu đó hả? Cũng thay mặt. Để ta làm thì kể người ta chứ. Thay mặt chị Phố Phường, cảm ơn những lời thương yêu gửi đến Tăng Thái Lan cũng như Mỹ Linh. Đừng thương đó nha. Chị Linh.
Hả? Vụ gì? Tưởng nói tiếp bớt vụ đó. Bớt giữ. Đọc tưởng tên. Nói tiếp vụ đó quên. Đây là quý vị, đây là một cái bản tin cũng là hay lắm. Thì coi như là hồi khoảng cái cô gái này là 15 tuổi quý vị. Cổ 15 tuổi thì cổ lúc đó là cổ đi coi phim với lại bạn bè này kia đó. Thì cổ đi vô trong red room. Cổ chỗ trong red room, cổ rửa mặt hay cổ làm gì đó thì cổ lại bỏ cái bóp ở đó. Bỏ quên cái bóp ở đó thì cổ mới đi giống như là cổ mới đi ra thì tới chừng mà cổ đi về cổ mới nhớ lại là cổ quên cái bóp. Thế là cổ quay lại thì cổ lại không thấy đâu hết. Thì cổ về sau cổ cũng nghi cho cái người bạn mình lấy, nhưng mà rồi thời gian nó qua đi 60 năm qua đi. Hả? 60 năm, 60 năm qua đi. Bây giờ thì là cô đã là một bà già rồi, bảy mấy tuổi rồi. Bỗng nhiên một ngày cô nghe điện thoại có người gọi tới và nói là tôi đã tìm thấy cái bóp của bà. Của cô gái ấy cái nọ đó. Xong cái hả bà nghe, rồi bà sửng sốt vô cùng và bà nói là chứ hả, lúc mà bà tìm thấy cái bóp đó nó y nguyên như hồi xưa, không mất cái gì hết. Mà hóa ra cái ông này là cái ông mà sửa chữa lại cái rạp cine đó, và ông thấy cái này nó nằm trên một cái kẹt tường á. Thì ông mới lôi ra và ông nghi quang. Thì mới mở ra ông coi thì ông mới thấy là trong đó có một cái hình ghi là chúng ta đừng bao giờ quên nhau này kia. Thì ông cảm thấy xúc động và ông nói ông phải trả lại cái bóp này cho cái người cũ này. Thế là ông mới gọi lại cái bà này để trả cho bà châu cái bóp về hợp phố. Mà bà này bà không ngờ, bà nói y nguyên như cũ, không nhưng có gì thay đổi của luôn. Bạn bị nghi ngờ thì sao? Thì chắc là hai người này rồi. Người ta cũng không có không đó, nói về cái câu chuyện này thì có khi là bà kia đã mất rồi hoặc là gì. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng là chuyện nhưng nhỏ mà cổ, đối với người họ. Bạn nếu mà có mất đi thì cũng mãn nguyện là tại vì mình được giải oan. Đúng rồi. Không chắc cũng không nói đâu. Cô này có nghi trong lòng vậy thôi chứ cũng không nói ra đâu. Người ta cũng bỏ mất lâu rồi, người ta cũng đâu khe nữa đâu, quá xa xưa. Chuyện cười đó chị. Không có chuyện mất bóp, để chị kể chuyện mất bóp. Đúng là tại nước Mỹ nha, chứ ở nước khác là tiêu rồi. Bà Phương Quế mình á, bà đi hát, quay hát cũng 2-3 show về có tiền trong túi đầy á, đúng không? Cái đi vô restroom ở trong phi trường á, máng cái bóp lên cái đi ra lại cái ngồi tám tỉnh bơ, ngồi cái thấy chị móc tiền ra chị mua cái gì cái bà nói, chết. Cái bà chạy tới. Thì lúc đó một người security của phi trường á hỏi phải bà mất cái bóp không? Bà tên gì? Bà Quế là tên đó, trong bóp bà có gì? Bà Quế nói nó đưa lại. Em nè, em cũng bị nè chị. Em đi cái chợ mà Stay the Pro á, cái mà đúng là mình cũng hơi đầu óc em hơi để trên trời. Em đi đó, cái bóp của em để quá thì hơi gì. Quý vị coi như là đi chợ xong xuôi hết trơn rồi ha, đi ra dắt để cái đẩy cái xe ra ngoài chỗ Bạc Kinh á. Cái bóp em bỏ lên cái xe luôn. Sau em đẩy ra đó, em dọn hết đồ lên trên xe của em rồi ha. Cái bóp em vẫn để trên cái xe mà xe đẩy đồ đó. Em đi về tới chừng em về tới nhà xong cái em mở ra, ủa cái bóp đâu rồi. Cái lúc đó cái tự nhiên em sực nhớ, em nói tôi chết rồi, em phải quay lại. Em quay lại liền thì em không còn thấy cái bóp ở đó nữa. Thì em mới chạy vô trong chợ đó, em hỏi mấy người trong chợ. Nó hỏi y chang như chị Quế vậy đó. Nó hỏi cái bóp mày, ở trong bóp mày có cái gì? Mày có những cái gì? Em kể ra rồi nó hỏi phải cái bóp này không? Trời ơi, mừng quá trời đất luôn. Bao nhiêu là giấy tờ tùm lum ở trong đó. Thêm một câu chuyện, nhiều chuyện nữa nè. Ở đó, chị biết quán nhà hàng mà Ocean Blue ở đường Westminster Plaza không? Thưa quý vị, có một vụ án chết người xảy ra ở đây, bị đánh chết người nha. Đáng lẽ cảnh sát, nói cảnh sát Westminster điều tra nè. Điều tra, nhưng mà chị biết không, cái điều mình rất là chán nản cho cái cộng đồng người Việt đó, là cái tiệm rất là đông nhân viên và người đó, những người nhân chứng, nhưng mà không ai chịu khai hết. Vì lý do gì không chịu khai và bây giờ ông Nghĩa là không, em nói cho chị nghe, tự vì á họ sợ cái gì không biết. họ sợ liên can, làm nhân chứng họ sợ can, phiền mà. Phức đi tới nhưng mà đi lui, một mạng người thôi quý vị. Đúng một rồi. Mạng người nằm mới đây trong đó chết mới đây mà hồi cảnh tháng sát 2. Bây giờ đó, cảnh sát bây giờ phải năn nỉ là ai biết về tin tức đó. Họ nói là họ tin rằng cái nhà hàng rất là nhiều nhân viên trong đây và cái ca đó là có ca đó có người, nhưng mà không người nào chịu vô cái chối qua. Cái đó là cái lối của người Việt Nam mình, nó thấy ăn trộm hay bị ăn trộm, bị đánh đập hay cướp này kia đó, sợ bị ảnh hưởng, sợ bị trả thù. Và thì bây giờ cảnh sát họ nói như vậy nè, chị đọc bản tin này rồi, họ nói rằng là nếu như mà quý vị muốn cái bản tin của quý vị nó mật á, thì chúng tôi có những cái đường dây bảo trực toàn. Tiếp nóng bảo toàn cho quý vị, không ai biết được quý vị là cái người khai báo hết. Đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị hai cơ sở thương mại nữa bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay, đó là Mark USA. Mark USA là một công ty máy cà thẻ lớn nhất của người Việt tại hải ngoại,
với 7 văn phòng rất là lớn tại 7 thành phố trên các tiểu bang nước Mỹ và mới mở tại Bosa với 9081 Bosa Avenue Suite 201. Nơi đây là công ty máy cà thẻ mà quý vị xài sẽ có một cảm giác rất là thoải mái và không có khó chịu vì những cái phí ẩn hoặc là bị tiền về lâu quá, chậm quá. Thưa quý vị, chỉ có một đêm thôi là quý vị tiền đã về rồi và rất là bảo mật, với những nhà ngân hàng của Mỹ cũng rất là đàng hoàng. Và đặc biệt là tiền phí rẻ giúp cho quý vị tiết kiệm từ 20 cho đến 100% so với trước đây. Đặc biệt có các chương trình POS tặng máy, tặng giúp cho quý vị tặng cái một cái monitor và một cái tủ tiền cũng như là một cái máy cà thẻ đặc biệt đó để quý wireless để quý vị có thể tiện dụng làm việc và quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, quản lý những cái hàng hóa trong tiệm vân vân. Nhân viên giống điệp viên quá hả? Uh-huh. Thấy đứng... Quý vị mà nếu mà có 140 agent và 60 nhân viên chuyên nghiệp làm việc rất là đàng hoàng thưa quý vị. Và nếu quý vị có cần một cánh tay để giúp quý vị mở một trang Facebook, một YouTube hoặc là một trang mạng bán hàng ở trên online, quý vị có thể gọi 844-448-6789 Mark USA. Ngoài ra công ty còn có cái đồng tiền Nailcoin rất là đặc biệt mà đang chỉ có 2 cent một đồng thôi. Quý vị mua và để một thời gian thì tháng 4 này ra thị trường có thể nó lên và quý vị sẽ có lợi nhuận ngay. Mời quý vị gọi vào 844-448-6789 để hỏi về Nailcoin cũng như là cái máy cà thẻ của Mark USA. Bây giờ trở qua với Tâm Restaurant and Tâm Bakery là hai tiệm bán hàng đã đi theo chuyện phố phường từ đầu đến nay. Tâm Restaurant tọa lạc tại 12332 đường Brookhurst giữa Chapman và Lamson. Thưa quý vị, với số phone là 714-262-3437. Hôm nay thứ tư đóng cửa và mở cửa 6 ngày còn lại. Nhưng từ 2 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi thì sẽ đóng cửa mỗi ngày để break time. Nơi đây có rất là nhiều món ăn ngon đem về, có thể là để đông lạnh hoặc là những cái món ăn đồ khô, nhiều loại thực phẩm. Và đặc biệt thưa quý vị, đó là trả bằng food stamp tại Tâm Restaurant. Quý vị có thể đến với Tâm Restaurant từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ tối 6 ngày một tuần. Riêng Tâm Bakery thì cũng có bán những mặt hàng mà làm đồ ăn làm sẵn để quý vị mua về hâm ăn, cũng như là Tâm Dao Ua rất là nổi tiếng trong cộng đồng từ trước đến nay. Tâm Bakery tọa lạc tại 9738 thành phố Westminster Garden Grove, 714-591-5983. Cũng như hôm bữa đó quý vị, mình đã nói về cái tin mà ông Elon Musk, ông cho cái người dân Ukraine những cái thiết bị của ổng, nó gọi là thiết bị đầu cuối của SpaceX satellite đó. Thì ngày hôm qua những cái thùng xe mà chở những cái thiết bị đầu cuối này nè của SpaceX đó, nó đã đến Ukraine rồi. Thì có những cái này thì em mới bắt được những cái tín hiệu của vệ tinh đó. Là coi như em bắt đầu hồi hôm qua là họ đã có rồi đó. Nhưng mà em thấy tội nghiệp lắm, họ xài được rồi. Chị biết không, sáng nay em đọc tin, mỗi sáng đọc tin mà coi hết đó thì em thấy rằng quân Nga vẫn tiến vô từng thành phố bao vây và bắn vào các cơ sở nhà cửa dân chúng. Bây giờ nó đang bao vây cái Kharkiv, phá nát cái cơ sở hạ tầng của nước kia mà nó đổi thừa, là nó nói tự gì bên Ukraine là phát xít, tân phát xít, rồi đang chuẩn bị thủ đắc vũ khí hạt nhân gì đủ thứ, phủ đầu những cái mà mình thấy rất là tội nghiệp. Nhưng mà thời buổi này, hồi xưa đó thưa quý vị, hồi xưa không có những cái trang mạng, không có mạng xã hội đó thì mọi chuyện nó có thể giấu giếm được. Bây giờ là coi như là giờ sao giấu được, không ta giấu không được. Cần ai bây nói giờ coi biết như là toàn thế giới người ta có thể nhận xét đâu là thiện đâu là ác, và người ta bắt đầu phản đối kịch liệt luôn. Đúng. Mà mình thấy tội nghiệp về chiến tranh ghê á. Thì nói cũng cho cái vụ này luôn, ở bên Trung Quốc đó thì họ giống như là họ kiểu ở trên mạng rồi đó chị, mạng người Trung Quốc đó, nó chỉ chú ý tới cái chuyện gái không à. Nó nói là chứ những cái cô gái mà của Ukraine đó thì bây giờ đi qua bên Trung Quốc đi, họ sẽ kiểu như là bảo bọc cuộc đời rồi này kia nọ đó, những cô gái còn trẻ rồi này kia, mà nó toàn nó cứ chào đón cái kiểu đó không. Nhưng mà nói đó là gái đó, thì bởi vậy nói là người ta biết tự vì là bên Trung Quốc đó, nó thiếu con gái, cho nên là nó nói bây giờ đưa bao nhiêu qua nó cũng ấy hết trơn á. Tốt hay lòng tốt mà điều như vậy nữa nè, những cái lời nói đó đó nó rất là ảnh hưởng những cái người Trung Quốc mà đang ở Ukraine đó, họ coi như cầu xin lại lục, những người Trung Quốc ở bên đại lục đừng nên nói những cái lời đó. Nếu như mà cứ nói như vậy thương tổn người ta, người ta sẽ bắt đầu người ta quay qua những người Trung Quốc đang ở Ukraine và người ta ghét. Người ta ghét và người ta sẽ kỳ thị. Thành ra những người bên Ukraine người ta năn nỉ bên Trung Quốc đừng nên nói những cái lời bừa bãi như vậy trên mạng. Thưa quý vị, có một bản tin là nếu quý vị đang thất nghiệp thì có một nơi đang tuyển khách, tuyển nơi làm việc rất là lương rất là cao, có thể đến 24 đồng một giờ, đó là hệ thống Target của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Target đang thiếu nhân viên nhiều lắm và họ đang tuyển. Tin từ Minneapolis ở Minnesota,
Công ty Target có kế hoạch chi thêm 300 triệu Mỹ Kim cho việc trả lương và các phúc lợi để thu hút nhân công khi sự cạnh tranh trên thị trường lao động ngày càng khan hiếm. Mặc dù mức lương khởi điểm thấp nhất là 15 đồng giờ không thay đổi, nhưng lương cho nhân viên mới sẽ cao tới 24 đồng một giờ, tùy thuộc vào công việc và địa phương. Target đã tuyên bố hôm thứ Hai 28 tháng 2 như vậy, và chúng ta thấy đây là một cơ hội cho những người mà đang chưa có việc làm. Mà quý vị phải biết một chút tiếng Anh đó, thì có vẻ application vô mấy cái Target trên khắp nước Mỹ. Đây là một hệ thống siêu thị mà em thích lắm. Nó bán rất là nhiều đồ mà gia dụng, mà phải nói là chất lượng tốt hơn Walmart. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Chất lượng tốt hơn Walmart rất là nhiều. Đây là cái bản tin cũng thú vị lắm quý vị. Cái cô này đó, cổ là một YouTuber, và trên trang mạng của cổ là chia sẻ những hình ảnh về nuôi dạy con như thế nào, thế nào, thế nào đó. Và cổ có 120 ngàn người theo dõi, follow theo cổ này kia nọ đó. Và cô này đó có một cái 5 đứa con nha. Hai vợ chồng 5 người con. Và cô này có một cái đặc điểm là nửa năm cổ đi chợ một lần. Tự vì cổ nói là cổ không có thì giờ. Thì giờ cổ làm này kia, 5 đứa con ở nhà, dạy con ở nhà luôn chị, chứ không có đi học luôn. Phải có 5 cái pizza ở nhà. Đúng rồi, cổ có hầm để mà trữ đồ. Hơi bị quá. Và coi như là mấy cái tủ lạnh lớn đó để mà cổ trữ đồ, trời trữ tới nửa năm lận trong cái luôn. Thì đó, thì là coi như là mà tới 7 người ăn lận nha, hai vợ chồng và 5 đứa con lận đó. Thì cổ đi chợ một lần đó là nguyên một ngày. Sáng Costco mở cửa là đi tới 4 giờ chiều chưa có xong nữa. Đó, đi chỉ cho có đến đàn lúc bà, đóng chỉ cửa có luôn. Những người mẹ thôi, đàn ông cũng gì. Mà coi như mà đi vậy hả, đi đúng là mua hết cái chợ rồi ha, ta không biết khiêng mấy lần ra xe. Chị không cần phải căm thù đàn ông đến như vậy. Đối với những người mà coi như là không còn một cái cơ hội nào nữa phải không? Chỉ có những bà mẹ mới có tấm lòng. Mới hiểu được phải không, mới thông cảm lại được, coi như là như vậy. Giống như ngày hôm qua em coi trong một cái clip trên Facebook đó chị. Em thấy một cái người mẹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đi vô thăm con mà con đang đứng xếp hàng xong cái bà được chạy vô mà bắt con nó phải đứng nghiêm, nó tự chưa được lệnh thì bà tới bà muốn hôn con thì cao quá thì bà con đứng bà ôm bà nựng nịu bà này kia, mà mình coi chỉ cái clip rất là đơn giản mà mình khóc. Ai cũng rớt nước mắt hết trơn. Thiệt, chị cũng khóc luôn á. Ai cũng rớt nước mắt vì khi xem cái clip cuối cùng được lệnh rồi đó. Được lệnh rồi. Còn mới quay qua ôm bà khóc. Thương quá hả? Thương thiệt là. Bởi vì người ta nói là tình mẹ ở đâu. Đây nè, bây giờ đây đã nói tình mẹ thì phải có tình cha. Đây có một cái ông nè, ông bố này, thì ở đây là nó cũng xảy chuyện này xảy ra ở Mỹ, nhưng mà điều nó lại là cái đấu bò đó chị, đấu bò giống như của Tây Ban Nha vậy đó. Nhưng mà điều ở Mỹ cái này đấu bò ở Mỹ, nhưng mà ở cái một cái tỉnh gì nè, một cái chỗ Louisiana. Ở Louisiana thì coi như là cái cậu con trai này nè mới vừa đi ra ngoài một cái bị con bò nó hút một phát, cái là nhảy coi như là nằm văn luôn, bất tỉnh luôn. Thì cậu bất tỉnh cho nên cậu không có cựa quậy được, thì coi như con bò này nó vòng xong nó quay lại nó tính hút. Thì ông bố lúc đó đó, ổng nhìn thấy con trai bị nguy hiểm đó, ổng từ ở trong khán giả ổng bung ra, ổng chạy lên ổng đè lên cái đứa con ổng á. Vậy mà con này nó lại nó hút một cái nữa, nó hút mà không có ổng là chắc chết á. Hút mà không có ổng là chết. Mà ổng dính. Dính, ổng dính nhưng mà đều không có sao hết trơn á. Thấy em thấy ổng bị dính nhưng mà đều không có bị sao hết trơn á. Thành ra lúc mà cậu con trai lúc mà tỉnh dậy á thì coi cái video clip á thì cậu con trai đưa lên trên mạng đó và nói là cảm ơn bố mình rất là nhiều, là vì trong những cái giây phút đó ổng không có bỏ để mà ổng mà chậm một cái là ổng bỏ lại nó hút một phát là chết. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một số cơ sở thương mại. Chị có chuyện cười gì nữa không? Có chuyện cười, cái cân kể biết đi, nói kể đi rồi em giới thiệu. Cái cân biết nói, hai vợ chồng đi shopping thì kia chơi nó bắt đầu lại có một cái chỗ đó, cái cân biết nói mà thiếu hay đủ thao thì nó sẽ lên tiếng. Cái ông chồng lên cân, cái cân đấy ông này thiếu dinh dưỡng nên cần bồi dưỡng thêm. Cái tới bà vợ leo lên, cái cân im lặng. Bà vợ bước xuống leo lên lần nữa, cái cân nói xin quý vị hãy từng người một đừng chen lấn. Là quá nặng đó phải không? Quá tải. Quá tải đó phải không? Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là tin vui cho người Việt với chương trình rất rất là đặc biệt. Quý vị phải gọi cho chúng tôi 7145832854 với chương trình gốc di trú đưa người thân sang Hoa Kỳ lao động theo diện EB3 với hàng trăm người đã trong gia đình đã được đi qua rồi. Xin chào mừng hàng trăm gia đình đã lấy được visa. Và thưa quý vị, chương trình được mở để đưa những người thân từ 18 cho đến 52 tuổi sang Hoa Kỳ làm việc ở vùng miền Đông Hoa Kỳ. Với nhiều job đang được mở, và xin gọi cho chúng tôi 7145832854 hay là 7145488432 5488432. Chúng tôi cũng có chuyển diện từ du học sinh
I-20 sang EB3 với thẻ xanh 10 năm. Và đặc biệt là chương trình EB3 là vợ chồng con cái cùng được đi theo nha quý vị, và có thẻ xanh 10 năm, được định cư tại Hoa Kỳ vĩnh viễn. Chúng tôi cũng có chương trình, các chương trình đầu tư cho những người đi du lịch hoặc là những người có khả năng tại Việt Nam về tài chính. Và chúng tôi cũng có chương trình đặc biệt về y tế để đưa quý vị sang đây một cách nhanh chóng để giúp đỡ những cái yếu thiếu thốn của ngành y tế Hoa Kỳ. Xin quý vị gọi cho chúng tôi 714-583-2854 hoặc là 714-548-8432. Bây giờ thì lại đến giờ Tân Tú Quỳnh, thưa quý vị. Xin giới thiệu đến quý vị, gạo cái muỗng vàng 2022 ngon nhất thế giới vẫn đang mới về và đang có tại Tân Tú Quỳnh rất là nhiều. Cũng như lạp xưởng Lào rất là ngon. Đây là một cái loại lạp xưởng đặc biệt ngon, thần sầu, ve kêu luôn. Và đã được quý vị ưa thích rất là nhiều. Và chúng tôi cũng đang có chương trình gửi ngoài tiểu bang cho quý vị nhé. Quý vị thắc mắc rất là nhiều. Riêng cái hát nhân sâm Royal này là một loại hát nhân sâm một hộp như vậy, gồm có 4 chai 1 kg. Rất là tốt để giúp cho quý vị ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm A, giúp quý vị tăng cường trí nhớ. Và đặc biệt là giúp cho quý vị tăng cường sinh lực. Quý vị mệt nhọc, càng già càng bệnh càng yếu, chúng ta cần dùng cái này. Với 1 kg xài được 6 đến 8 tháng với giá chỉ có 600 Mỹ Kim mà thôi. Ngoài ra chúng tôi cũng có những loại hắc nhân sâm 3-in-1 với đông trùng hạ thảo và linh chi. Trong tuần vừa qua là quý vị đã đến mua cái này rất là nhiều, bởi vì ba món mà ba cái loại linh dược nằm trong một hộp như vậy thì giúp cho chúng ta được ba cái chức năng của ba thứ nó cộng vô, để giúp cho quý vị rất là nhiều bổ dưỡng cho thân thể. Ngoài ra chúng tôi cũng có hắc nhân sâm cao cốt và hắc nhân sâm bột, là những loại mà chúng tôi cả một thế giới hắc nhân sâm cùng với hắc nhân sâm mật ong. Chúng tôi cũng có dầu gội đầu hardwood charcoal để giúp trị gầu, trị giúp cho tóc đen, tóc mượt, tóc mịn, và collagen trái lựu giúp cho quý vị ốm. Quý vị muốn mua nước gấc chúng tôi vẫn đang còn, và đặc biệt những loại dầu thơm như dầu thơm Dubai vân vân. Quý vị mua sâm thì sẽ được tặng những chai dầu thơm số 5 mà chị Trang Thanh Lan và chị Mỹ Linh rất là thích, thưa quý vị. Dầu số 5 thì bây giờ nó có 3 loại: chai xanh, chai trắng, chai đỏ và một chai chai đàn ông. Có chai xanh nữa hả? Không, chai trắng, chai đỏ và chai trắng, chai đỏ với chai cao. Cái này sẽ được tặng cho quý vị nếu quý vị mua hắc nhân sâm. Ngoài ra chúng tôi còn có trà núi ngọc, là một loại trà mà giúp cho quý vị, để quý vị muốn uống trà xanh thì có trà xanh, muốn uống trà góp, tức là nhiều cái loại dược thảo cỏ cây để vô giúp cho quý vị để đào thải mỡ trong cơ thể, thì chúng tôi cũng có với giá chỉ có 15 đồng một hộp. Riêng trà mà trà sâm á, trà sâm những loại sâm thiên nhiên của Việt Nam đó, thì cái này có FDA chứng nhận đàng hoàng nha quý vị, với giá 25 đồng một hộp. Chúng tôi đang có. Và những loại như thận, gan, bao tử và N38 vẫn là những loại dược thảo mà quý vị cũng cần nên để giúp cho gan, thận, bao tử và phổi nha quý vị. Và cuối cùng là chúng tôi lưu ngày hôm nay vẫn được quý vị rất là ủng hộ về cái chai mà SD này, để giúp cho chúng ta giảm những cơn đau nhức. Mà không chỉ là đau nhức, nó có rất là nhiều, nó có hàng trăm cái tác dụng trên cơ thể của chúng ta, từ bị méo mặt vì stroke cho đến bị đầu óc chúng ta không căng thẳng, không có bị coi như là bị trầm cảm đó, và bị căng thẳng và ngủ không ngon vân vân, hoặc là quý vị bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ và đau những cái mặt. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì tức là cái này nó trị gốc rồi. Nó trị từ gốc. Hormone, yeah. Nó từ gốc. Nó tiết ra, nó giúp cho quý vị kích hoạt lại cái hệ thống sản xuất hormone của quý vị, để quý vị để kích thích tố đó, nó làm cho chúng ta trẻ lại. Và những người dùng, chúng tôi luôn có những người quen đó, họ dùng lại, họ chụp hình trước và sau đó chị. Họ nói chứ nè, có hình trước nè, hình sau nè, trẻ 10 tuổi. Đó, nên chị Lan xài bao nhiêu lại... lâu, xài bao nhiêu lâu mà trẻ được 10 tuổi vậy đó hả? Tháng. Vậy nên mình phải xài mới được, để xài trẻ... đi để chị Lan xài, trở thành xài nửa tháng nay thấy nó trẻ được 1 tuổi rồi. Em xài đúng ra là mới có hơn 1 tuần thôi. Đúng rồi, mới 8-9 ngày thôi. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi luôn xin chỉ quý vị cách làm nhé. Quý vị nhấn một chút xíu này nè, nhấn một giọt trong đây. Xong quý vị tức là lấy tà áo lên đó, rồi quý vị lấy cái cánh tay này nè, chà vô đây, chà vô những cái mạch máu nó hiện trên cái tay, để cho nó thấm vô mạch máu, nó tác dụng ở bên trong, nó thấm vô mạch máu, nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều. Chà cho khô, chà khô, rồi xong qua đây cũng vậy. Chúng ta cũng làm vậy, bỏ một giọt ở đây và chà như vậy. Đau ở đâu vẫn chà chỗ này, đau dưới chân vẫn chà chỗ này, đau trên đầu vẫn chà chỗ này, bị tất cả những căn bệnh khác vẫn chà chỗ này nha quý vị. Quý vị sẽ từ từ cảm nhận được cái loại thần dược này nó rất là tuyệt vời luôn. Mà chúng tôi luôn bây giờ đó rất là sướng vì ngủ không có đau vai nữa. Mà cái bệnh đau vai 4-5 năm đó quý vị. Và bà chị trong chủ lưu thì bà chị ruột đó thì 4 năm rồi không có mùi, không có ngửi được mùi, mà bây giờ cũng ngửi được mùi và
cái chân hết đau nữa. Cái chân gót chân đó. Và rất là nhiều người bạn của chúng tôi luôn đã dùng cái này rất là tốt nha quý vị. Xin quý vị gọi vào 7146127309, 7146127309, hoặc đến với Tân Tú Quỳnh, 9583 Bonsa Avenue. Quý vị ở các quốc gia khác muốn mua qua website đó thì có 8 quốc gia sẽ mua được website, thì cứ liên lạc với chúng tôi bằng tin nhắn này kia, chúng tôi sẽ cho quý vị website để quý vị vào có thể mua thẳng ở công ty mà ngay tại quốc gia như Úc, Canada và ở New Zealand, cũng như là một vài quốc gia khác ở châu Á, còn ở châu Âu thì chưa có. Mời quý vị gọi vào 7146127309 chị Linh. Đây là một cái bản tin, cái này cũng ở bên Mỹ luôn quý vị ơi. Một con báo sư tử nó bị phát hiện mà đang coi như là ẩn náu trốn ở dưới một cái sàn nhà ở Colorado á. Ghê vậy. Nhưng mà điều một cái lạ là những cái con báo này nè, nó có rất nhiều ở những cái vùng núi mà gần đó thôi chứ không có xa. Nhưng bao nhiêu đời nay đó, người dân sống ở đó, người ta không bao giờ thấy có sư tử xuất hiện. Đó là con beo đó. Nó không bao giờ báo sư tử. Và nó không bao giờ nó tiếp xúc với người dân á, mà người ta nói là tiếp xúc với những con này, nghĩa là khi đụng mặt nó đó thì cũng không có gì nguy hiểm cho con người thôi, đó. Tùy thôi, nó đói. Nhưng mà điều khoảng gần đây đó là nó hay đi xuống với khu vực của người dân, hình như là để nó kiếm đồ ăn hay sao. Mà cái con này nó cũng có vẻ ốm so với những cái con sư tử bình thường cỡ như nó đó. Nó bị bệnh. Là nó ốm. Con này không có mập. Nó đang bị cúm, bị Covid. Con này có chừng 45kg hả chị? 45kg nhỏ xíu. Rồi bắt được hả? Người ta bắt được xong rồi ta thả về thiên nhiên. Người ta thả nó về cho thiên nó ăn, rồi chắc cho nó ăn rồi mới thả chứ. Không biết có cho ăn hay không nữa, mình dạ, đâu biết. Quan giả, thả về quan giả. Còn tại vì nó chển nhiều lắm chị. Cái vùng đó nó nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Còn đặc biệt nữa tao là nói bây giờ sau này mới thấy nó. Có một người ở New Jersey, thưa quý vị, đi ăn coi như đi ăn cái con clam á, clam sống á. Họ ngồi họ nhai con clam sống đó, họ vô tình họ nhai được một viên ngọc trai lớn, thật là lớn luôn. Cái vụ và này bên trong mấy á, cái mà vụ là này. Coi như là viên ngọc trai này ước tính á, là cái giá trị của nó là lên trên hàng ngàn Mỹ Kim. Theo hãng thông tấn UPI cho biết hôm thứ hai. Và cái cặp vợ chồng này tên là Michael và Maria Spressler. Cho biết trong lần dùng bữa gần đây tại nhà hàng Lobster House ở Cape May ở New Jersey, thì ông Michael đã cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng trong miệng khi ông đang ăn nốt con trai, con clam cuối cùng. Cái chuyện này rất là thường xảy ra. Nó thường xảy ra. Nhưng mà cái clam này là clam tự nhiên. Ủa mà tại sao cái viên này mắc dữ vậy ta? Cả ngàn tưởng nó đẹp và nó to. Đấy, cái này nó tròn quay à? Nó tròn đó. Nhưng mà tròn sao sẵn. Không chưa thấy nó bóng ha, chùm tử luôn ha. Nếu mà mình chùi lên mặt mình không, mình chùi bóng bằng cái dầu oil của con nít đó chị. Baby oil nó sẽ sáng lên. Vậy đó. Không, người ta có cách là làm cho ngọc trai nó sáng. Em có cách đó tại vì em làm nghề buôn bán này mà. Biết mà. Và thưa quý vị, thiệt đó. Ngọc trai thiệt nữa. Cái này là hai vợ chồng này đúng là của tìm người đó, thấy không? Mà phải bên kia mình đi ăn, mình gặp cái gì cũng lỡ. Không, em xích cắn được kim cương hơn. Đúng rồi, em đang định nói với ông Trung Tử Lưu đó, em khoái cắn kim cương hơn. Cái gì cũng cắn đó. Này cục này nhỏ có ngàn. Cái gì cũng à. Bởi vì ta nói lòng tham không đáy. Cái gì lòng tham cắn đựng cục kim cương vô, cái trời ơi nó phê luôn vậy đó. Chị Lan có gì vui nữa không chị muốn Lan? Muốn thì lên trên Arizona nó lại nghe tiệm cắn viên vậy. Có chuyện cũng đi hai người bạn với nhau mà là hai con ma ở dưới âm phủ á. Con ma này hỏi con ma nọ chứ, ủa chị cũng chết rồi hả? Nói, ủa sao chị chết trẻ vậy vậy? Nói tại vì tôi bị chết cống chị ơi. Rồi còn chị cũng trẻ quá mà sao chị chết vậy? Nói tôi hả, tôi đi về tôi thấy bắt gặp chồng tôi ngoại tình với con nhỏ bạn tôi. Nhưng mà tôi thấy hai người đó đang làm với nhau, tôi tức quá. Xong cái tôi chạy xuống tôi kiếm vũ khí, nhưng mà tôi lên thì con nhỏ đó nó chạy ra mất tiêu rồi. Tôi đi vòng vòng tôi kiếm nó, chồng tôi nói không có nó luôn. Trời tôi tức quá, tôi lên cơn đau tim tôi chết. Cái con nhỏ đó nói giá mà chị mở cái tủ freezer ra là chị thấy tôi rồi, tôi với chị đâu có chết dữ vậy. Trốn trong freezer. Hai đứa là bạn nhau. Chị Linh có gì không? Có một cái bản tin á, người ta nhiều khi á, hồi xưa chị nhớ không, ông bà mình á kêu á, hả mà cắn móng tay đấy. Hồi xưa em nhớ bà Chính là bà má của bà Lệ Thủy á. Trời, bà thấy em cắn móng tay bà ghét lắm, bà quýnh. Xong rồi bà nói chứ hả, cắn móng tay là mạt. Cùng măng á. Mạt, nhưng mà điều thực ra nó cắn móng tay đó, bây giờ khoa học giải thích là một thói xấu mà có lợi, rất là có lợi cho cơ thể. Lợi toàn là Covid không có cắn vô chứ. Đó, đúng rồi chị. Em nói chị nghe, tại vì trong móng tay của mình nó có rất là nhiều vi khuẩn. Và những cái con vi khuẩn đó mỗi lần mình cắn vô mà nó xuất hiện trong người của mình á, là mình có sẵn ở trong luôn. Có sẵn ở trong đó, xong rồi mốt á, mình có mắc cái bệnh gì đó, vi khuẩn tấn công vô là trong này mình có sẵn rồi, quýnh lại nó liền.
là có dạ, con có xin, học có hậu thưa cả quý khán thính giả, khi nghe bản tin này đừng có bắt chước, đừng nghe lời đừng nghe lời bà Lê Hoàng Mỹ Linh. Cái đó là theo khoa học, còn là theo mà máy tính á, không phải là máy tính, để mà theo dân gian á, dạ. Nếu mà cắn ngón tay là cái cùng mằn, cái là đúng rồi, ra nổi cùng mằn em không có bị mắc bệnh đó nha. Chị trời ơi, em cắn đến nỗi mà hồi xưa đó em phải cố để móng tay để đừng cắn đó. Em cắn gọi là nó cùi mà nó chảy máu luôn cả tay luôn. Đó, chị bị bệnh gì vậy? Bệnh nặng lắm luôn, cắn móng tay. Hồi lúc mà chị còn nhỏ, chị còn đưa móng chân lên chị cắn. Trời ơi, muốn ói quá lên. Cái đó đây là câu chuyện nhỏ mà quý vị chỉ biết được trên chuyện phố phường mà thôi. Đây Lê Hoàng Mỹ Linh cắn móng chân. Bây giờ mới kể là ghiền mùi thối. Không phải, hồi lúc còn nhỏ xíu chị biết không, chứ bây giờ làm sao đưa lên được. Lúc đó còn nhỏ lắm, coi như móng tay em cắn không còn một miếng nào hết trơn á. Chỉ cho chị bây giờ là chị không đưa lên được, nhưng chị có người kế bên để chị cắn. Lôi chị cũng lên cắn. Trời, bây giờ chị gớm lắm. Giờ đừng có hòng. Giờ chị gớm lắm rồi, hết chị gớm đã muộn rồi. Đã muộn rồi, đã cắn không, nát cái chân. Nhưng mà điều em nghĩ là móng tay em cắn nhờ cái đó mà chắc em có lợi chị. Em có nhiều cái kháng thể trong con người của em. Bị COVID. em có rất là nhiều kháng thể, là vì cái thời gian em có rất là nhiều vi khuẩn vô trong người em, cho nên em kháng thể rất là mạnh. Thôi đừng bắt chước. Thưa quý vị, có một cái bản tin cũng không có vui lắm là ở California. Thưa quý vị, có một ông đã bắn chết 3 đứa con gái nhỏ, bắn luôn người giữ trẻ rồi tự sát ở trong một cái nhà thờ ở California. Đó là bản tin từ Sacramento. Một người đàn ông đó bắn chết 3 con nhỏ và bắn luôn người giữ trẻ. Không biết tại sao lại bắn luôn cái người mà nanny giữ trẻ đó khi đến thăm con tại một nhà thờ ở Sacramento. Và đây là có lẽ là ông này là ông đi dị rồi, ông không được bị vợ ông cái gì người coi như là bị cấm đó, bị cấm không cho, cho nên bị và cấm. Và các nhân viên công lực được gọi đến lúc 5 giờ chiều sau khi có người báo nghe tiếng súng nổ. Và tới đó thì thấy 5 người chết, trong đó là hung thủ tự sát luôn. Ông tự sát luôn rồi ổng nhất quyết là ổng chết với 3 đứa con của ổng và luôn người giữ trẻ. Mà người giữ trẻ đâu có tội tình gì đâu. Phải không? Người giữ trẻ đâu có tội tình gì đâu. Nhiều khi đó là đang bị cuồng máu. Đúng rồi. Ổng phải là nhiều người đó, người ta tuyệt vọng đến cái mức mà coi như là thành ra trong đầu người ta nghĩ tất cả những cái điều đó nó không có còn là chính xác trong đầu họ nữa. Giống trường hợp cái Ngọc Anh ở Việt Nam á. Đúng rồi, hồi xưa đó. Câu chuyện để kỳ tới mình kể nha. Kỳ tới 6 giờ. 6 giờ kỳ tới nha quý vị. Kể tiếp cho quý vị. Bây giờ xin giới thiệu. Xin mời quý vị nhớ đu theo xe. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu chương trình chiếu của Chuyện Phố Phường ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ 4 giờ đến 5 giờ quý vị có thể xem trên kênh 2033 của Direct TV, Vietpay TV. Sau đó ở 50 tiểu bang xem trước. California sẽ được xem lúc 5 giờ chiều California trên kênh 57.2 của Vietpay TV. Từ Ventura ở trên Los Angeles xuống đến Oceanside San Diego. Từ 6 giờ trở đi khắp thế giới có thể xem tất cả các chương trình của chúng tôi trên kênh Vietpay Official YouTube. Đây là một kênh rất là đặc biệt, có nhiều tin tức và có nhiều tiết mục để quý vị xem. Quý vị có thể xem tới xem lui tất cả các show cũ và để lại lời nhắn cũng như subscriber chia sẻ giới thiệu nhiều người cùng xem. Chúng tôi mong nhận được những lời góp ý của quý vị một cách yêu thương chứ không phải là cằn nhằn chịu bước. Thưa quý vị, đây là những chương trình chúng tôi nói là chương trình xàm để giúp cho quý vị vui, giải trí cho quý vị trong thời gian mà chúng ta thấy thế giới rất là hỗn mang. Căng thẳng quá. Bây giờ chúng tôi xin tạm dừng chương trình ngay tại đây và chúc quý vị một buổi tối thật là an lành. Mong quý vị đón xem chương trình thứ 6 tuần này. Quý vị ơi, bao vui, bao hay, rất là hay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ 6 cuối tuần. Xin chào tạm biệt quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.